Con xem con đó sống cái cuộc sống gì vậy? Suốt ngày ăn mì gói. Mẹ, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc được không? Con đang dạy mẹ cách ôn hòa nhã nhặn đó hả? Thực ra bây giờ công việc của con rất tốt. Hàng tháng con gửi tiền về nhà đều đặn đấy thôi. Ăn nhiều vào. Ngày mai theo mẹ về nhà. Về nhà nào hả? Đương nhiên là nhà ở quê rồi. Ăn cơm đi. Đồ keo kiệt, cho cô 50 tệ này. Hôm nay có tiệc chủ đề dân gian phòng. Tình Tử Nhu, mới sáng sớm em hẹn bọn chị ra, còn ăn mặc như vậy để làm gì? Đừng nhắc đến nữa. Mẹ em nghĩ em hằng ngày đến công ty chấm công đi làm, vậy cũng không cần phải đi từ 8 giờ chứ. Mẹ của em 6 giờ đã dậy dọn dẹp vệ sinh rồi. Cậu có nói với cô là cậu làm bán thời gian thôi, không cần suốt ngày ngồi văn phòng là được mà. Cậu có hiểu thế nào là khác biệt thế hệ không? Trong lòng mẫu đại nhân nhà mình, nếu một công việc mà không hằng ngày ngồi văn phòng thì đó là công việc không đàng hoàng. Mà trong lòng của mẹ, mình đã làm một công việc cực kỳ không đàng hoàng rồi. Hơn nữa tối qua, mẫu hậu đại nhân đã ra thông điệp cuối cùng, bắt mình theo mẹ về quê. Cái gì? À chị ơi. Chị à, sao vậy? Cái này phải bỏ vào trong thùng rác này. Chị nhìn thấy cái này chưa? Đây có thể là tái chế. Đúng rồi. Nào nào, để tôi giúp chị nhé. Cái này có thể bỏ vào đây. Được, cảm ơn cô nhé. Không có gì ạ. Đây là đi làm hay đánh trận vậy? Cô ơi, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cậu nha. Cô từ từ ạ. Không mượn cậu lo. Cháu đưa cô đi bệnh viện nha. Tôi là đứa ăn dạ chắc, khỏi cần. Để cháu đưa cô đi. Con xe này không ít tiền nhỉ? Cũng tạm mà. Lái có an lòng không? Lái an. Ý cô là sao ạ? Các cậu bắt nạt Tiểu Nhu nhà tôi lương thiện tốt bụng, dụ nó tham gia cái chương trình gì đó. Tiền này cháu kiếm được từ đó chứ gì? Lợi ích là trên hết. Cô à, chương trình của tụi cháu tuyệt đối không có một chút ác ý gì cả. Thôi đi. Làm nghề các cậu nói đạo lý thì hay lắm. Đừng gọi cho nó nữa. Tiểu Như nói hôm nay ở công ty rất bận. Vết thương nhỏ thôi, đừng có làm nó lo. Cháu gọi điện cho đồng nghiệp à? Alo anh Chính à? Các cậu có họp trước đi. Tôi xử lý chút việc riêng. Bye bye. Yên tâm, không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Bồi thuốc giờ là khỏi. Cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn bác sĩ. Đã bảo không sao rồi, cứ đòi đi bệnh viện.
Cô à, cơ thể là quan trọng, cẩn thận một chút cũng không vấn đề gì. Trị Tính, Táp Táp, cô là ai? Cháu đây, Nam Táp Táp. Để cô xem nào, bộ đồ này trông hoạt bát ghê. Cơ quan này cũng không tồi, nhóc còn triển vọng quá. Cô ơi, cứ đừng khen cháu vội. Cháu nghe Tiểu Nhu nói đến cô, cháu định đi thăm cô nè, không ngờ lại gặp cô đây. Nhưng mà cô này, sao cô lại đến đây vậy? Lúc nãy cô không cẩn thận bị ngã, cậu nhóc này cứ căng căng bắt cô phải đi bệnh viện cho bằng được. Vừa xong bác sĩ nói không sao rồi, đúng không? Không có gì đáng ngại, cháu tuyệt đối đừng nói cho Tiểu Nhu đấy. Không sao thật chứ, không sao. Bác sĩ Nam, ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu rồi, tôi qua liền. Cô ơi, lần này tới đây cô phải ở thật lâu nhé. Cháu đưa cô đi ăn các món ngon. Được, mà đi làm đi. Trị Tính, chăm sóc cô tử tế nhé. Được. Cô ơi, cháu đi đây. Tạm biệt. Cô ơi, cô vẫn chưa ăn sáng đúng không? Táp Táp nói đúng đó, quanh đây có rất nhiều món ngon, cháu đưa cô đi ăn nhé. Có mì chay, tàu phớ, bánh ngọt, hamburger, tiểu long bao, bánh bao áp chảo, kem. Nhà này thích ăn ngọt thật. Kem ạ? Lúc tôi đến đây, láng giềng đều nói Tiểu Như là một loại kem rất được đón nhận. Tôi nhất định phải thử xem. Là kem chậu cây ạ? Cậu cũng biết à? Thật ra chị nghĩ nếu mẹ em đến đây ở cùng với em thì cũng tốt mà. Chẳng hạn như mẹ em có thể giúp em nấu cơm, giặt giũ, em nhàn bao nhiêu, tốt cái nỗi gì. Mẹ em làm thế cách nào xâm phạm đời tư của em. Xong rồi ngày nào em cũng phải giả bộ đi làm, có phải phiền phức không? Em có thể đến quán chị mà, ngày nào cũng đến chỗ chị. Chị không thấy phiền, em cũng thấy phiền đó. Không sợ em phiền, ở đây ngày nào cũng có khách, hễ đến là ngồi cả ngày, cũng chẳng khác biệt với đi làm là mấy. Cứ ngồi đừng ở đấy cả ngày á. Em không cần ngồi đừng, em có thể làm kem mà. Em làm kem ngon như thế, hoặc là chị còn có thể trả tiền công cho em. Đương nhiên nếu nhiều quá thì chị không trả được. Cô ơi, ở đây ạ. Hoặc là em góp cổ phần bằng kỹ thuật. Mẹ, em, Minh Châu à, đây là mẹ của Tiểu Như, đến đây để ăn kem. Mẹ của Tiểu Như, mẹ á. Cô à, cháu chào cô ạ. Tiểu Như vẫn hay nhắc đến cô. Cô dưỡng da đẹp quá, trẻ trung quá. Cảm ơn cháu. Thế kem có những gì gì? Nếu muốn ăn kem thì cô đến đúng chỗ rồi ạ. Ngoài những loại kem nổi tiếng trên mạng, bọn cháu có rất nhiều vị khác nữa. Đi. Có kem không thể nguyền rủa yêu đương. Kem không thể yêu đương. Kem xin lỗi. Cô ơi, cô muốn chọn vị gì vậy ạ? Không phải chứ, có loại nào nghe tên may mắn một chút không? Sao ạ? Mắt cháu sao vậy? Mắt cháu ạ? Mắt cháu, mũi. Có mũi. Mũi to ghê. Cô à, chúng ta ăn loại kem này đi. Kem không thể yêu đương. Đúng vậy, món này là đặc sản ở đây. Ngon lắm đó. Phải ạ? Được, vậy tôi ăn loại kem này. Cảm ơn. Alo, Chủ tịch Châu. Lạ thật. Hiện tại thị trường chứng khoán đang cực kỳ nguy hiểm. Anh chuẩn bị bán tháo đi nhé. Anh không muốn bị mắc kẹt thì hãy đợi tín hiệu của tôi. Đúng đúng. Alo, xin chào. Xin chào. Alo, xin chào cái gì? Là tôi đây. Cô không sao thật chứ? Đúng đúng, vừa rồi sóng dập dờn quá, bị ngắt giữa chừng. iPhone bây giờ cũng có 2 SIM 2 sóng rồi ạ.
Dân có ạ. Cổ phiếu gì cơ? Tôi cảm thấy giờ là lúc ra tay rồi. Ra tay? Đúng vậy, bây giờ phải ra tay luôn. Bây giờ không ra tay thì không kịp nữa đâu. Không ra tay là muộn đấy. Tranh thủ thời cơ đi. Lời Nguyên, được rồi, không còn việc gì tôi kết máy đây. Alo. Làm cái gì vậy? Mình có chơi cổ phiếu đâu. Cô ơi, ở đây còn rất nhiều loại bán cực dậy nữa. Cô nếm thử hết đi à? Không không, cô thực sự không ăn nổi nữa. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc nào mẹ tôi đi thì bảo tôi. Cháu cứ đi làm việc đi. Cô vào nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh. Cô ơi, cháu dẫn cô đi nha. Thôi cô biết mà, ở ngay kia. Cô ơi, cháu đưa cô đi nha. Bên này ạ. Cô ơi, cửa này hỏng rồi. Hỏng rồi. Chúng ta sang phòng nam đi. Bên vệ sinh nam chắc không có ai đâu. Cho đi xem thử. Cửa bị khóa trái. Người ở bên trong là Tiểu Như phải không? Ai ạ? Mấy người hợp nhau lừa tôi có vui không? Tôi già cả qua mắt rồi, nhưng não của tôi không có ngốc đâu. Cô đã biết cả rồi. Vậy sao lúc nãy cô còn... Lúc nãy thì sao? Mở cửa ra mắng nó một trận hay là đánh nó một trận? Nó cũng không còn là đứa trẻ nữa. Cô à, Tiểu Như không phải thật lòng muốn gạt cô đâu. Nó gạt tôi chứ còn gì. Những gì nói qua điện thoại có lời nói nào là thật đâu. Thật ra yêu cầu của tôi với Tiểu Như cũng không cao. Cậu nói xem, nếu có thể như Táp Táp, tìm được một cơ quan hẳn hoi, có một công việc dễ dàng ổn định, thì tôi đã yên tâm rồi. Đâu như bây giờ suốt ngày ức ơ vô công rỗi nghề, lòng tôi cũng bấp bênh, lờ lửng theo. Công việc của Táp Táp đúng là rất tốt, nhưng không phải công việc nào cũng đều sáng đi tối về. Công việc của Tiểu Như là làm việc tự do. Nói dễ nghe là làm việc tự do. Có gì khác biệt với đi làm mướn ở quê đâu. Khi nào có việc mới đến công trường, lại còn để người ta chọn tới chọn lui. Cô ơi, công việc của Tiểu Như khác hẳn với họ mà. Có gì khác chứ? Việc mà nó làm gọi là làm cái gì đó nói cũng béo cả mồm, là đi mặc quần áo cho mannequin. Bữa được bữa cái, ăn được bữa này cũng không có bữa sau. Cô à, đó gọi là thiết kế trưng bày. Đó cũng là sở thích của Tiểu Nhu và cũng là ước mơ của cô ấy. Cho nên thật sự không giống như cô nói đâu. Nói thế thì tôi là mẹ cũng có mơ ước. Ước mơ của tôi là hy vọng con gái khỏe mạnh, lấy một tấm chồng tốt, có công việc yên ổn, không phải chịu ấm ức bị người khác bắt nạt, không bị đói rét, sống một cuộc đời bình thường, vui vẻ. Như thế chẳng tốt hơn sao? Cô à, đó là tâm nguyện của cô. Ước mơ của Tiểu Như là tiếp tục ở đây phấn đấu vì sự nghiệp thiết kế trưng bày của cô ấy. Tôi thật sự không hiểu thanh niên các cô các cậu nghĩ gì nữa. Cậu nói xem, ở đây có gì tốt? Xe nhiều đường đông, lại hay tắt đường giật giá đắt đỏ, không khí cũng ô nhiễm. Đi làm thì như đi đánh trận, có gì đáng đi lưu luyến chứ? Nhưng nói sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Hôm nay đã đưa tôi đi bệnh viện. Cậu dừng xe phía trước đi. Từ đây về nhà cũng không xa. Chân của tôi không bị gì. Tôi không muốn làm mất thời gian của cậu nữa. Cô ơi, thức ăn của cô ạ. Cô đi cẩn thận. Ừ.
Sao mẹ của em lại đi cùng chị Tính vậy? Mẹ em bị ngã đau chân, chị Tính đưa cô ấy đi bệnh viện. Cũng chả biết tại sao hai người ấy lại đến đây nữa. Chân mẹ em có nghiêm trọng không? Em cũng nhìn thấy rồi đó, khỏe như văm, bước phăm phăm, không sao cả. Bây giờ người có sao là em đó. Sao chị biết? Táp Táp gọi điện cho chị thì gọi cho cả hai người đều không bắt máy, nên liền gọi cho chị. Vậy thì tốt. Bây giờ còn lâu lắm mới đến giờ tan làm. Hay là em làm kem giúp chị tiếp đi. Trịnh Trạch, cảm ơn anh. Tôi chưa bao giờ ngờ đến anh sẽ nói những lời này với tôi. Lần đầu tiên có người thầm lặng làm nhiều việc vì tôi như thế. Thật lòng tôi rất cảm kích. Bây giờ tôi hơi bối rối, đầu óc tôi cũng hỗn loạn. Anh có thể cho tôi thêm chút thời gian để bình tĩnh lại được không? Mẹ, con dậy rồi đây. Hôm nay họp cả ngày, con mệt rã rời, lưng không thẳng được nữa luôn. Thịnh soạn quá. Chân gà yêu thích của con này, rửa tay đi, ở dơi sống lâu mà. Chân mày sao rồi? Hôm nay Táp Táp nói với con, chân không sao, chỉ là tim hơi nghẹn. Không khí ở đây quả thật không tốt lắm. Hằng ngày con đi làm vất vả như vậy, việc gì phải cố chống chọi? Ngày nào cũng vậy mà, con quen rồi. Hôm nay bỗng nhiên nhàn rỗi quá, con lại cảm thấy khó chịu trong người. Mẹ thấy con mệt vì diễn kịch đúng hơn. Vé giường nằm sáng ngày kia. Mẹ, thế là sao ạ? Hôm nay con có đi làm không? Con trốn trong nhà vệ sinh ở quán cà phê, tưởng mẹ không biết sao? Bạn con che giấu cho con, mẹ không lực tẩy con là để giữ thể diện cho con. Nhưng mà con không thể nào lừa dối mẹ như vậy được. Mẹ, có lẽ con đã nói dối mẹ một vài chuyện. Cuộc sống của con không tốt như mẹ nghĩ, nhưng tuyệt đối cũng không tệ hại như mẹ nghĩ đâu. Từ nhỏ đến lớn mẹ đều rất nghiêm khắc với con không hề ý kiến gì. Bởi vì con muốn, mẹ chỉ muốn tốt cho con cũng có ước mơ mình muốn thực hiện. Mẹ mua sẵn vé rồi, mẹ cũng thu dọn đồ đạc giúp con luôn. Con đi đâu vậy? Ra đây. Cô ạ, có chuyện gì vậy cô? Đinh Tiểu Như, sao cô lại đây một mình?
Cô không biết bác gái ở nhà lo cho cô lắm sao? Có chuyện gì thì ở nhà nói chuyện với nhau. Bác gái lần đầu đến đây, người lạ rất không quen, ra ngoài tìm cô chẳng may lạc đường thì sao? Cả cô nữa, hôm qua vừa bị người ta theo dõi xong, cô quên rồi à? Cô không biết buổi tối ra ngoài một mình nguy hiểm lắm sao? Anh kể tôi được không? Chúng ta chỉ là hàng xóm tầng trên tầng dưới mà thôi. Anh thích lo chuyện bao đồng đến thế à? Tôi không thích lo chuyện bao đồng, chỉ lo cho cô gặp chuyện. Tùy cô nói sao cũng được. Mẹ cô đang ở nhà đợi cô đó, đi thôi. Có phải anh rất cảm động vì lòng nhiệt tình của mình không? Anh có biết anh tự cho mình là đúng sẽ đem lại hậu quả gì cho người khác không? Nếu như không tham gia chương trình của anh, mẹ tôi sẽ không tìm đến đây. Nếu sáng nay anh không đưa mẹ tôi đến quán cà phê, tôi sẽ không thảm hại như vậy. Vốn dĩ tôi vẫn còn đường lui, nhưng bây giờ mẹ tôi đã quyết tâm đưa tôi về nhà rồi. Sao cơ? Con nhóc đáng ghét chuyên gây rối cho anh, bây giờ sắp phải rời khỏi thành phố này rồi. Lúc tôi đến đây, tôi không muốn rời bỏ như vậy đâu. Ở đây vẫn còn rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành. Bạn bè của tôi, ước mơ của tôi, thiết kế trưng bày của tôi. Tiểu Nhu, xin lỗi. Tôi không ngờ ra nông nỗi này. Có lẽ bác gái đang tức giận thôi. Cô về nhà giải thích cặn kẽ với bác ấy. Mẹ tôi mua vé rồi, ngày kia đi. Tôi quá hiểu tính của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì mẹ đã quyết định đều không bao giờ thay đổi được. Bao năm nay, tôi đã gặp rất nhiều trắc trở, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Tôi vẫn luôn cẩn thận che chở cho ngọn lửa hy vọng. Thế nhưng hôm nay, tôi khó chịu quá. Dường như tôi nghe thấy vụt một cái, đó là tiếng ngọn lửa dập tắt rồi. Cho dù có khó khăn buồn bã, nhưng chí ít chúng ta có thể theo đuổi điều mà mình mong muốn, làm những việc mà mình thích. Tôi nghĩ cho dù kết quả ra sao, thì bản thân quá trình theo đuổi này đủ đã khiến con người cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi tin rằng, cho dù hy vọng chỉ có hơi ấm của một que diêm, ánh sáng của một ngôi sao băng, thì tôi vẫn muốn tin tưởng những ước mơ viển vông bị người khác chê cười ấy sẽ có ngày thành hiện thực. Lão đại, đây là các địa điểm quay cho kỳ tới của chúng ta, tổng cộng 3 chỗ, giá cả cũng ngang ngang nhau, mỗi nơi có một đặc điểm riêng, anh xem xét rồi quyết định nhé. Ở đây vẫn còn rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành. Bạn bè của tôi, ước mơ của tôi, thiết kế trưng bày của tôi. Mẹ của tôi đã mua vé sẵn rồi, ngày kia đi. Tôi quá hiểu tính của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì mẹ đã quyết đều không bao giờ thay đổi được. Nè, sếp. Đây là những video ngắn của các khách mời lọt vào vòng trong, chủ yếu giới thiệu về quan điểm tình yêu ước mơ và nghề nghiệp của từng người. Video ngắn ước mơ. Lão đại, vậy anh muốn xem không? Lão đại. Mời vào. Khách quý à, lần đầu tiên ghé thăm, mời ngồi. Em biết anh sẽ không đến tìm em để uống cà phê. Có chuyện gì? Xin lỗi anh đã quấy rầy em làm gì. Anh muốn nhờ em giúp một chuyện. Chuyện gì thế?
Em có video của Tiểu Nhu diễn thuyết trên sân khấu trong dạ hội từ thiện lần trước không? Người quay phim trong dạ hội là đội thuê ở ngoài. Với lại họ vẫn chưa giao phim qua. Thế có thể tìm được ở đâu? Là chuyến này sao? Chính chuyến này, đi. Làm sao bây giờ? Tôi là Đinh Hải Phong. Lấy được tài liệu giờ phút cuối. Anh giỏi đấy. Hôm nay vất vả cho em rồi. Trì Tính, thật ra em nên cảm ơn cô ấy. Thật ra phải cảm ơn cô ấy vì đã cho em lần đầu nhìn thấy dáng vẻ anh hoàn toàn mất đi lý trí vì một người con gái. Cô ấy là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. Vẫn ăn kìa. Làm sao giờ? Dừng dừng, đừng ăn nữa. Đinh Tiểu Nhu, mình phải đẩy 3 ca phẫu thuật để chạy vội tới đây, không phải chỉ để nhìn cậu ăn kem đó chứ. Đúng đấy. Sao hôm nay em không mặc trang phục công sở? Hôm nay không phải cuối tuần, em không cần giả vờ đi làm à? Liệu không phải đã bị mẹ phát hiện rồi chứ? Chắc chắn rồi. Chị nói cho em nghe, cô ấy hễ tâm trạng không tốt là lại ăn kem. Trời ạ, em ăn mấy hộp rồi? Thanh toán đi đã được không? Hay là thế này, chị phát livestream cho em, đồng ý không? Các món quà cứ chạy, được đấy. Sao không nói gì vậy? Thật tốt. Sao tự nhiên lại thật tốt? Đùa vui ồn ào như vậy, có mọi người ở bên, có kem ăn như vậy, như vậy thật tốt. Chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại cảm thán vậy? Có chuyện à? Minh Châu, sau này em có lẽ không cùng chị làm kem được nữa. Táp táp, sau này có thể mình cũng không ngủ cùng với cậu được nữa. Thôi đi. Ý gì vậy hả? Chẳng lẽ mẹ của cậu muốn đưa cậu đi thật sao? Mua vé xe ngày mai rồi. Cái gì? Cậu đồng ý rồi hả? Mình rất thích công việc thiết kế trưng bày. Nhưng nếu bắt mình chọn giữa mẹ mình và thiết kế thì mình không có lựa chọn. Mình vẫn còn các cậu. Nhưng mẹ mình chỉ có mỗi mình thôi. Táp táp, cậu đừng đi. Mẹ mình đang bốc quả lên đầu. Cậu mà đi càng làm mẹ mình giận thêm thôi. Nhưng mà Tiểu Như, đừng lo. Chúng ta dùng kế Quảng Binh tìm đường cứu nước. Đợi đến khi bác gái suy nghĩ thông suốt, nhất định sẽ cho em quay lại. Tiểu Nhu nhà ta. Tiểu Nhu nhà ta. Ai đấy? Ra đây. Cô à,
Hôm nay có tiệc chủ đề dân văn phòng. Tiểu Nhu à, mới sáng sớm em đã hẹn bọn chị ra đây, lại còn ăn mặc như thế này nữa. Đừng có nhắc đến nữa. Mẹ em nghĩ em hằng ngày đến công ty chấm công đi làm, vậy cũng đâu cần phải đi từ 8 giờ chứ. Mẹ em 6 giờ đã dậy dọn dẹp vệ sinh rồi. Cậu cứ nói với cô là cậu làm bán thời gian thôi, không cần suốt ngày ngồi văn phòng là được mà. Hơn nữa tối qua, mẫu hậu đại nhân đã ra thông điệp cuối cùng, bắt mình theo mẹ về quê. Cái gì? Là sao? Cậu nói cụ thể xem. Tối qua mẫu hậu đại nhân cho mình 3 lựa chọn. Thứ nhất, lập tức căn gói về quê. Thứ hai, muốn ở lại cũng được thôi, trừ khi mình lấy chồng ở thành phố này. Thứ ba, nếu mình sống chết kiên quyết ở lại đây thì cũng được thôi, mẹ sẽ ở đây cùng mình luôn. Hoặc là mình sẽ khăn gói theo mẹ về quê, hoặc là mình lấy chồng ở thành phố này. Hai đi. Ý của chị là cái thứ hai là con đường duy nhất. Trừ khi lấy chồng ở thành phố này. Đúng thế. Em nghĩ xem, nếu như em thành công thì tay trái có tình yêu, tay phải có ước mơ, một bước lên tiên. Mình thấy Minh Châu nói đúng đó. Đây là cách duy nhất của cậu. Chị nghĩ mẹ em lần này đến hoàn toàn là để giúp em đó. Em xem, hôm qua Trịnh Trạch tỏ tình với em, hôm nay mẹ em liền giục kết hôn. Em có thể lừa được người khác chứ không lừa được bản thân mình. Ba thợ gia dược xa gia cắt lượng, hai người có thể hiến kế nào hợp lý hơn được không? Một dáng bài đẹp bị cậu đánh cho tan nát, đúng là đồ vô dụng. Mình nói chứ, có ba ông gia cát lượng cũng chả cứu được cậu đâu. Mình phải đến bệnh viện đây, mình còn ca phẫu thuật nữa. Tấp tấp, vẫn chưa có cách giải quyết mà. Chị cũng đi mở quán đây. Minh Châu, chị ở lại đi. Hai người này, mình nên làm sao đây?